Hi, xin chào mọi người nha Thì bữa nay em chia sẻ cho mọi người mà cách chỉnh đối với mà mấy anh em thảo mà mới ra trường mà chưa biết hiểu bước đi của bằng lừa thì bữa nay em chia sẻ nè Đó thì thường thường mà các bạn mới ra trường mình phải hiểu được cái bước đi của bằng lừa làm sao Đó đi nhiều đi ít là mình dòm ở đâu Đó thì mọi người nhìn vào màn hình thì bước đi của bằng lừa á Là nghĩa là nó đang đi nhanh Đang đi nhanh có nghĩa là nó đang chỉ nó đang thưa còn mà nó đang đi chậm là nghĩa nó chỉ đang dày đó thì trường hợp mà đối với cái máy uh, canh xe lưng này mà chạy nó hay bị gãy á thì bước đầu tiên là mình để mình chỉnh dán gút làm sao một tí mình sẽ hướng dẫn chỉnh uh, cam của bằng lừa và chỉnh tới lưu của bằng lờ chỉnh chỉnh những chỗ nào đó thì thường thì uh, muốn chỉnh cho nó rút lại á là các bạn phải nhớ hai cái yếu tố là nó đi nhiều kéo ít là nó sẽ rút lại đó còn mà nó đi ít mà kéo nhiều là nó sẽ giãn ra người phải nhớ hai cái vấn đề đó nha thật là các anh thợ máy hay là các bạn mới ở trường phải hiểu được cái hai vấn đề đó mình mới chỉnh được mình mới hiểu nguyên lý của nó hoạt động rồi lúc đó mình chỉnh nó mới không gây, không được gãy được đó thì mọi người đấy nè ở thiền thường mà chỉnh cái bằng lừa tới lui á là đa số là bữa em chia sẻ là hàng dày thì mình cho nó rút lại và hàng mỏng thì mình cho nó hơi giãn ra đó tại vì mà hàng dày mà mình chỉnh cho nó giãn ra là nó không kéo được nhiều là sẽ tạo tình trạng nó bị gãy lưng đó thì con ốc cho cái cam cam bằng lừa là nằm ngay chân chỗ cái tay mình mới chỉ nha đó thì một tí mình sẽ hướng dẫn cái cam bằng lừa và tới đu bằng lừa mình chỉnh giá gốc làm sao đó thì thường cái cam bằng lừa nó có gồm hai con ốc đục giác ba ly đó còn ai còn bộ phận ở trong thì chỉnh tới lui đó để em quay cho mọi người ta coi nè đó tiền thường mà mình mình chỉnh là mình phải coi dòm để ý cái bước đi bước đầu tiên là mình chỉnh hàng giày đó nếu cho dày lại phải cho du lô kéo nhiều lên đó, cho kéo nhiều lên là rút nha đó, mình cho cái du lô kéo nhiều và chỉ cho cho dày lại là rút Không mà cho chỉ thưa ra kéo du ít là giảm mọi người phải nhớ hai cái yếu tố đó đó thì bây giờ mình cho chỉ dày và kéo vô lô nhiều nè trường hợp mình đang mai da dây mỏng đó thùng thùng nó mỏng nữa không có chạy dày thì mình chỉnh cho nó chỉ chỉ uh, cho nó dày một tí và kéo uh, nhiều một tí đó thì cái bộ phận mà giãn gốc này ít ai chia sẻ lắm thì bữa nay em chia sẻ cho các anh em thợ mà mới ra trường mà chưa biết nguyên tắc hoạt uh, động của nó ra sao thì cứ áp dụng theo phương án của em làm nha đó mình cứ áp dụng theo hai cái phương án là nghĩa là kéo nhiều kéo ngày nhiều mình chỉnh vô lô ít là gốc còn mà còn mà chỉnh cho kéo ít mà chỉ thưa là giãn phải nhớ hai yếu tố đó đó thì giờ em sẽ hướng dẫn chỉnh cái cam của bằng lừa nha đó thì thường mà cam bằng lừa phải kim đi xuống kim đi xuống vừa tới lỗ bằng nguyệt là bằng lừa phải lặn ngang bằng với mặt nguyệt lúc đó cam của mình chỉnh trường hợp nhiều cái máy hàng mà gặp trường hợp khó là phúc phải sử dụng áp dụng cái phương án là mình chỉnh cam bằng lừa đó cam bằng lừa thì thường nó tùy theo loại máy một loại máy là, là nó nằm ngay chân chỗ cốc đó và một loại máy nằm vị trí khác nhau để chừng nào mình gắn mình sẽ làm từng loại máy cho mọi người xem tham khảo ha. đó thì thường thường nó có gồm hai con ốc việc chỉnh cam cam của bằng lừa mình muốn đi sớm đi chảy là tỷ ý của mình đó còn mà chỉnh tới lui là bộ phận tới lui là nó có gồm có ốc đầu giác 5 ly đó còn cái cần bên đây là cái cam cam đánh chỉ đó muốn cho nó chỉ nó bung nhiều thì mình cho dặn con lỏng con ốc ra mình đẩy lên cao là sẽ chỉ nó sẽ bung ra nhiều còn muốn cho chỉ mà nó nảy nhiều quá thì cho ít xuống lại đó còn con ốc ở trong đó tay mình chỉ là cái con ốc cái cam của đánh chỉ máy canh xe lưng mà hiệu Siwa nha đó nó gồm hai con ốc thuộc giác hai đó chỗ tay mình chỉ đó đó mình chỉnh cho muốn đánh nhiều đánh ít là tùy ý của mình trường hợp mà chạy mà chỉ kim mà chạy chỉ tơ là chỉnh cho nở rồi phải áp dụng theo mình chỉnh cái cam cho đánh nhiều lên tí đó thường thường mà kim đi xuống là cái cò phải đi lên nha này nó phải ngược nha trước khi mọi người chỉnh là mọi người phải để ý mình tháo con ốc uh, ra mình phải để ý mình quay kim đi một vòng đi rồi mình nhớ cái thời điểm đó mình xây dịch lên xuống cho dễ một tí mình không để ý là đồng thời lúc đó là mình tháo ra là không biết điểm chuẩn của nó là nằm ở đâu đó đó thì đa số anh em thợ mái học mới ra trường thì cứ áp dụng theo làm nè đó bây giờ mình sẽ chỉnh uh, sớm chảy cho mọi người coi nè đó thì thường là chạy hàng chạy hàng mỏng mỏng á mà thung thun lưng nó mỏng thì mình cho kim nó hơi đi sớm hơn tí còn mà chạy hàng dày thì mình cho là chỉ kim vừa đi xuống ngang bằng với cái lọ quẹt là bằng lừa cũng phải lặn ngang bằng với mặt quẹt tùy theo má hàng mình chỉnh đó thì mọi người cứ hiểu được cái vấn đề chỉnh cao bằng lừa thì mới mốt mình cứ chỉnh cái vấn đề bị gãy cứ áp dụng theo giác chiến dịch cho các thứ mà vẫn còn bị gãy nó là lúc đó mình mới sử dụng tới cam bằng lừa tới lưu bằng lừa đó mình phải làm từng bước rồi lúc đó mình mới thành công được đó thì thường là mình chỉnh hàng mà dạng kiểu mà thun móng thì mình cho kim nó đi hơi sớm hơn tí bằng lừa lăn chảy đó, kim đi sớm là bằng lừa lăn chảy à, tùy theo cái mặt hàng đó, mà mình đừng cho mà chỉnh cho kim nó đi sớm nhiều quá đi sớm nhiều quá là chạy nó kéo kéo không được á sẽ bị gãy nhiều cái dần lắm mà đa số là kim vừa vừa xuống gần tới uh, mặt nguyệt lúc đó là bằng lượng phải lặn sớm lần chảy là mình chỉnh theo tỷ thì mọi người cứ tháo ra áp dụng mà chạy uh, chạy thử mình lấy công thun mình chạy thử mình chỉnh cam sớm chảy là tự động cái công thun nó gãy gãy nhiều ít là mình tự hiểu là mình mới mốt mình áp dụng theo làm chứ thật sự em nói thì tùy theo mọi người chỉnh, mọi người mới ý đó. thì kim vừa đi xuống là ngang bằng với mặt nguyệt là là chuẩn nhất nha. À, nói giống như kiểu cái máy mua một kim của mình vậy đó. đó. kim vừa đi xuống là bằng lượng không phải ngang bằng với mặt nguyệt thì em sẽ tháo luôn cái phần ở trong ra và em sẽ hướng dẫn chỉnh tới lưu của bằng lừa và cái ca, ca cam đồng bộ của móc đó thiền thường mình muốn chỉnh cái, cái tới lưu là nó có gồm con ốc lục giác 5 ly đó, bây giờ em sẽ mở ốc lục giác 5 ly đó ra mà em xây dịch à, đậu độ tới lưu của bằng lừa đó thì trường hợp mà mình may hàng dạy á là mình phải cho rút lại rút lại là nghĩa là bằng lừa dài trong người mình là rút còn bằng lừa dài sau vô lô là giảng đó các bạn nhớ hai cái yếu tố đó mà mỗi mốt áp dụng mà chạy hàng thun thun mỏng á, là mình cho giãn ra mà chạy hàng dày năm lớp 6 lớp hàng lông dịch rồi á, mà chạy hàng dày đầu mà nó bị gãy thì mình cho hơi rút lại đó mọi người thấy không là con ốc được giác 5 ly đó đó rồi lúc đó mình siết lại đó, là còn cái tay chỗ mình chỉ là cái cam dày thưa còn con ốc bên đây là chỉnh đồng bộ của móc giống như máy canh sai vậy đó mình cho đồng bộ sớm chảy thì theo tỷ của mình đó còn mà chỉ dày thưa mình muốn cho nó dày hơn tí là bắt buộc mình phải tháo con ốc hay chăn chỗ cục dày thưa mình về xây dịch xây dịch chỗ cái điểm điểm dừng của nó nó mình muốn cho thưa hay cho dày là tỷ của mình nha trường hợp công ty mình làm đa số là mặt hàng là chỉ vậy là chỉ dày nhiều máy nó thưa thưa mình nhận dày vô không được là bắt buộc phải mở tổng con ốc đó mình xây dịch thêm một điểm nó lại sẽ dày lại đó là cam chỉ dày thưa còn cái cam bên đây là cam của móc nghĩa là đồng bộ của móc cho đi sớm chảy á. thì em giới thiệu cho người mơ móc sẽ ra video với hướng dẫn chỉnh đồng bộ sớm chảy của móc sao cho chuẩn nhất nữa. đó nó không bị bao mũi